Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điền giấy xác nhận cư trú theo mẫu CT07 thông tư 66 Bộ Công an. Nội dung như sau. Góc bên trái của tờ giấy thì có mục số 1, chúng ta sẽ điền là công an cấp quận hoặc cấp huyện. Mình sẽ điền là công an quận Hà Đông. Mục số 2 thì chúng ta sẽ điền là công an cấp xã, phường, thị trấn. Thì mình ví dụ mình sẽ điền là công an phường Kiến Hưng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Địa điểm ngày tháng năm, mình ví dụ Kiến Hưng ngày 22 tháng 11 năm 2024. Xác nhận thông tin về cư trú. Theo đề nghị của ông bà thì chỗ này chúng ta sẽ điền thông tin của người đề nghị xác nhận cư trú. Mình ví dụ là Phạm Thu Hắc. Số định danh cá nhân thì mục này chúng ta sẽ điền mã số định danh cá nhân của người xác nhận thông tin cư trú vào. Mình ví dụ 001-235-811-9XX. Mục công an xác nhận thì chúng ta sẽ điền là công an của cấp xã, cấp phường hoặc cấp thị trấn chúng ta sẽ xác nhận. Mình ví dụ công an phường Kiến Hưng xác nhận. Mục 1 La Mã, chúng ta sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân của người cần xác nhận cư trú. Mình ví dụ như sau. 1 La Mã, họ, chữ đệm và tên của ông bà. Chỗ này chúng ta sẽ viết hoa có dấu Phạm Thu Hắc. 1 nhỏ, ngày tháng năm sinh 12 tháng 5 năm 1990. 2. Giới tính, nữ. 3. Số định danh cá nhân 001-235-811-9XX. 4. Dân tộc, Kinh. 5. Tôn giáo, không. 6. Quê quán. Mục này chúng ta sẽ ghi theo căn cước công dân. Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 7. Nơi đăng ký khai sinh. Mục này chúng ta sẽ ghi theo giấy khai sinh của chúng ta. Mình ví dụ, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 8. Nơi thường trú, số 5X, tổ dân phố số 8, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. 9. Nơi tạm trú. Ở đây, cái ví dụ của mình là Phạm Thu Hắc không có đăng ký tạm trú ở một nơi khác nên mình điền là không có. Còn bạn nào có đăng ký tạm trú ở nơi khác thì các bạn sẽ điền địa chỉ tạm trú vào đây. 10. Nơi ở hiện tại, số 5X, tổ dân phố số 8, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. 11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ. Chỗ này chúng ta sẽ viết hoa có dấu tên của chủ hộ. Mình ví dụ Nguyễn Đức M. 12. Quan hệ với chủ hộ. Mục này chúng ta sẽ điền quan hệ của người xin xác nhận cư trú với chủ hộ, có thể là vợ, chồng hoặc con. Thì mình ví dụ ở đây là Phạm Thu Hắc chính là vợ của Nguyễn Đức M, nên mình sẽ điền là vợ. 13. Số định danh cá nhân chủ hộ 001-256-237-1XX. 2 La Mã, thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình. Mục này chúng ta sẽ điền đầy đủ thông tin các thành viên còn lại trong hộ gia đình. Mình ví dụ như sau. 1. Nguyễn Đức M, ngày tháng năm sinh, mùng 10 tháng 6 năm 1987. Giới tính, nam. Số định danh cá nhân 001-256-237-1XX. Quan hệ với chủ hộ thì người này chính là chủ hộ, nên mình sẽ điền là chủ hộ. 2. Nguyễn Tuấn A, ngày tháng năm sinh 16 tháng 8 năm 2015. Giới tính, nam. Số định danh cá nhân 001-668-899-2XX. Quan hệ với chủ hộ, con trai. 3 La Mã, nội dung xác nhận khác. Các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và thông tin về cư trú khác có trong cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thì ở đây mình không có nên mình sẽ điền là không. Giấy này có giá trị sử dụng đến hết ngày. Cái giấy xác nhận cư trú này thì sẽ có thời hạn trong vòng 1 năm. Ở bên trên thì mình đã điền là ngày 22 tháng 11 năm 2024. Thế nên là giá trị sử dụng thì lúc này sẽ phải là ngày 22 tháng 11 năm 2025. Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú. Mục này thì thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú sẽ ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên vào bên dưới đây. Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn
cách điền giấy xác nhận cư trú theo mẫu CT07 thông tư 66 Bộ Công an. Để tải mẫu xác nhận thông tin về cư trú, các bạn click vào đường link mình đặt bên dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.